Kính chào tất cả các bác đã ghé thăm kênh Review Audio. Các bác ghé thăm cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Em biết ơn cả nhà rất nhiều. Hôm nay em lại có một siêu phẩm về radio giới thiệu đến cả nhà mình. Chiếc radio hoàng gia quý tộc đến từ thương hiệu lừng danh Zenith. Đây là radio 3000. Điều đặc biệt là máy về lần này có sách hướng dẫn. Và rất giá trị là một cái bao da. Đây là dòng radio siêu hiếm đẳng cấp trên thị trường. Sau rất nhiều năm thì đây là chiếc thứ 3 được giới thiệu trên Review Audio. Vì nó quá siêu hiếm. Nhưng điều đặc biệt là lần này về thì còn có sách hướng dẫn. Và có bao da. Ở Việt Nam này chắc là em chưa nhìn thấy một chiếc thứ 2 mà có bao da, có sách hướng dẫn như vậy. Cho nên đây là chiếc có thể nói là vô cùng đáng quý. Vì nó còn có cả bao da. Dòng radio được sản xuất từ năm 1962. Như vậy nó rất là sâu tuổi rồi, đến nay là 62 năm, hơn nửa thế kỷ. Nhưng mà các bác có thể thấy là chiếc máy này về trong tình trạng còn đẹp xuất sắc, mới tinh luôn. Những cái ốp nhôm rất nhiều, viền mặt, cạnh trên dưới, kể cả là phần quay sách, các bác có thể nhìn thấy là nó còn đang thì sáng choang, bóng loáng, mới tinh luôn. 62 năm tuổi rồi. Nhưng mà các cái chi tiết thì ngỡ ngàng như vừa xuất xưởng ngày hôm qua. Nó tuyệt đẹp luôn các bác. Phải nói là vô cùng đáng quý và rất là giá trị. Em sẽ mời các bác cùng khám phá chi tiết một siêu phẩm radio để đời nha. Các bác quan tâm thì liên hệ sớm 0916950595. Một chiếc duy nhất. Dòng này được thiết kế với size chiều ngang là 320. Có nghĩa là gần 30 phân. Chỉ cần hơn 30 phân, 320 là hơn 30 phân. Chiều cao của máy là 267 là gần 30 phân và độ sâu là 132. Với một cái size thiết kế vừa phải nhưng mà máy lại rất nặng, nặng lên đến 5,9 kg. Như vậy là gần 6 kg, không tính phần bao da và không tính phần pin nhá. Máy xách lên có một cảm giác rất nồi đồng cùi đá, cực nặng bởi vì bo mạch bên trong là dày đặc kín máy. Máy này là xuất sắc, long lanh từ trong ra ngoài. Rồi, các bác sẽ đầu tiên là em mời các bác ngắm cái phần sách hướng dẫn Cantolo này. Được in rất là dày và bên trong thì tuyệt đẹp luôn. Đây, các bác có thể thấy, ngắm nhìn. Cái sách còn mới tinh luôn. Đấy, đây là cái phần các bác có thể thấy là phần mặt sau. Thì em sẽ mở cái nắp hộp pin mặt sau, các bác nhìn thấy thực tế luôn. Tuyệt đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp. Một cái cuốn Cantolo còn mới tinh, được in rất là dày dặn. Và nó có tới hai cuốn, trong này một cuốn nữa này các bạn. Trong này một cuốn được để gọn gàng trong cái cốp này. Đó, như vậy chúng ta thấy là có hai cuốn luôn. Có hai cuốn nha. Rất là đẹp. Dòng này thì đương nhiên là full tần số ha, sóng FM chắc chắn là 108 rồi. Đây là hàng của Mỹ. À, full tần số 108. Và nó có tới tất cả là 9 băng tần. Và chúng ta có thể điều chỉnh các băng tần bằng một cái nút xoay ở cạnh bên hông. Các bạn thấy này, mọi chi tiết còn bóng loáng này. Bóng loáng luôn. Đây, chúng ta có thể xoay các băng tần bên trong. Đó. Tất cả là 9 băng tần ha. 9 băng tần. Tuyệt đẹp luôn. Và chất lượng âm thanh của dòng này thì không cần phải bàn. Vì nó là dòng huyền thoại, dòng hoàng gia quý tộc rồi. Chất cực hay, em mở thử các bác nghe. Tích cực trong công việc. Là con cái thì mình luôn mong đến già bố mẹ vẫn sẽ nắm tay nhau và bản thân mình cũng nhìn vào gương đấy để chung sống với người bạn đời của mình. Phải nói thật là mỗi người mỗi tính, nhất là khi bố mẹ mình đã có tuổi, cái tính cách rất là khó dung hòa với nhau. Đôi khi là bố mẹ sống như hai người xa lạ, tuy là ở chung một nhà nhưng mà mệnh ai người nấy sống. Con cái có khuyên như thế nào thì cũng không nghe. Có lần thì bố mẹ mình cũng đã chiến tranh lạnh rồi đấy. Và đến cái chuyện là ăn riêng. Tiếng thì cực hay, vô cùng chất lượng luôn các bác nhá. Thế còn bây giờ thì em sẽ mở bao ra và review chi tiết hơn cho cả nhà. Sau đấy em quay lại em test đầy đủ cho các bác cùng trải nghiệm chất âm. Các bác ngắm thêm phần bao ra nhá. Một chiếc bao ra vô cùng chất lượng. Ở góc này có chữ Zenith luôn này. Đấy. Đây là một chiếc bao được làm từ da bò thật nguyên miếng. Đấy các bạn thấy này. Da bò thật nguyên miếng. Rất là dày. Đó, to đùng.
mấy chục năm rồi nhưng mà chưa bao ra, nó còn đang rất đẹp, da mềm, hai bên có hai cái khóa, hai bên hai khóa còn mới keng này. Bác nào làm bao da thì cho em xin cái giá này. Nếu mà chúng ta làm một cái bao da to đùng như này, da bò thật nguyên miếng như vậy thì bao nhiêu tiền? Em nghĩ chắc là giá không hề rẻ đâu, chắc phải đôi ba triệu chưa chắc đã làm được. Nhưng mà máy về còn bao da thì vô cùng đáng quý, zin chính hãng. Còn nếu mà chúng ta làm bên ngoài thì nó đắt lắm. Đấy, quá là xịn sò cao cấp luôn. Một chiếc bao da vô cùng đáng quý, sai chứng dẫn đầy đủ. Còn bây giờ em mời các bác khám phá chi tiết thêm phần máy nhá. Máy thì mặt trước được làm một cái nắp cốp, chúng ta có thể đóng lại tinh tế như thế này. Trên này có khóa luôn này. Đó, bảo vệ toàn bộ mặt máy và thậm chí bụi còn không bay vào được. Trên này là máy được bảo vệ rất là mới. Các chi tiết rồi, nguyên một cái miếng nhôm ôm này, sáng choang, logo Vương Miện Hoàng Gia này. Đấy, đẹp chưa? Những cái tem này cũng được làm bằng nhôm, bắt đầu là ốp vào, bọc ra, rất là cao cấp xịn sò. Chúng ta nhìn này, phải là con máy này thật sự là đúng chất của Hoàng Gia. Hai bên có hai lại chốt nhá. Các bác có thể hạ xuống như thế này hoặc là kéo cái phần nắp mà bên trong ra. Chúng ta là để gọn một góc vào này thì nó sẽ tinh tế hơn. Trên mặt này thì có bản đồ thế giới này. Các bác có thể thấy được làm bằng nguyên một miếng nhôm, nhôm phay nhé. Các chi tiết thì không cần thấy bàn này, sáng choang này. Ở đây nó cũng có như một cái la bàn ấy, chúng ta có thể xoay được. Đẹp chưa? Có chữ Zenith. Đấy, nhôm phay hết, nhìn rất là xịn sò. Ở trên này có phần quay sách cũng được thiết kế rất đặc biệt, độc đáo. Quay sách sẽ tích hợp luôn phần cần anten, bằng cách các bác nhấn cái khóa ở bên hông là chúng ta có thể nâng được cái phần anten này lên. Đấy, trong anten này là một trong cái quay sách này là cái anten chìm này. Đấy, các bác có thể kéo ra, rất dài, mới keng. Nhưng mà chiếc máy này thì không cần dùng anten đâu, bởi vì sóng cực khỏe, sóng cực khỏe, thiết kế đặc biệt chưa các bác. Chúng ta hạ xuống này, khi hạ xuống bác lưu ý là chúng ta cũng sẽ nhấn cái đại chốt để cho nó xuống là xong. Wow, thiết kế phải nói là đúng chất quý tộc Hoàng Gia luôn. Các bác ngắm cạnh bên hông này, các chi tiết này, nhôm phay cứ gọi là bóng loáng hết này. Đây là cái núm để chúng ta xoay chỉnh 9 băng tần, mới keng luôn các bạn. Ở dưới này cũng được bọc ra này, đó là nhôm hết nhưng mà có chỗ họ bọc ra. Đây, mặt phía sau cũng được bọc ra luôn, cái này chỉ có da với nhôm thôi. Từng con ốc con vít này. Em quay rõ từng hạt bụi nhé, đây là bụi nha các bạn này. Con bọc ra này mới tinh, Zenith này. Ở đây có một cái khóa, chúng ta xoay một chút thôi là mở được cái cốp này ra này. Chúng ta xoay rồi mở cốp này ra đó, các bác sẽ ngắm nhìn bên trong này. Đây là cái phần bản lề được làm xuyên suốt luôn, một cái khay pin to đùng này. Em tháo khay pin này cho các bác ngắm đấy, dùng 9 cục pin đại. Wow, bên trong các bác có thể thấy này, tất cả những cái linh kiện chi tiết này là đều bọc nhôm hết này, cho nên là sau mấy chục năm nó vẫn cứ còn sáng. Kể cả là cái phần này là cái phần biến áp nguồn đúng không, đó cũng được bọc nhôm này. Tất cả các linh kiện này bọc nhôm hết này, kể cả là cái kiềng loa này cũng kiềng loa nhôm luôn này. Chứ không phải là bằng sắt xi 7 màu, là bằng nhôm luôn này các bác thấy này. Cực kỳ xịn sò luôn, chất thật sự luôn các bạn. Hôm nay là một sản phẩm đặc biệt cho nên em cũng xin phép dông dài tí nhá, quay chi tiết cho cả nhà mình ngắm mấy khi mình ra mới có một sản phẩm như vậy. Rồi em đóng nắp lại, cái này đóng một tay nó hơi khó này. Rồi để em đóng bằng hai tay, sau đó em quay lại review chi test chất âm cho cả nhà nhá. Cạnh hông còn lại này, cạnh hông còn lại này. Ở đây có một cái cục nguồn adapter 12V. Các bác mua máy thì em tặng kèm đây, cục mới tinh,
Đấy, rất là to, to đùng. Đây các bác có thấy này, cục này to đùng luôn. Và chúng ta dùng điện trực tiếp 220V rất là tiện lợi nha. Rồi, mua máy tặng tuổi kèm cục nguồn adapter luôn. Rồi, bây giờ em đóng nắp và quay lại test chất âm cho cả nhà nhá. Bây giờ em test trước phần sóng FM nhá. Đèn ở đây là siêu đẹp cả nhà này, em mở nguồn này. Version được yêu thích nhất hiện nay. Còn bây giờ tiếp tục với chuyến đi tìm hiểu về lo-fi. Lo-fi đã được chú ý và yêu thích vào những năm gần đây, nhưng mà thực chất nhạc lo-fi. Đèn là siêu đẹp, đèn nó không phải là nó tản tùm lum đâu, mà nó được thiết kế đặt ở trong ống, cho nên nó chỉ sáng những cái nét chữ này thôi, cho nên là nhìn nó rất là lung linh. Nó sắc nét đẹp vô cùng luôn. Dựa trên hai loại nhạc cụ chính là trống điện tử, drum machine và sampler để tạo ra những âm thanh dịu êm. Là tất cả các giao dịch chuyển khoản đều phải thực hiện sinh trắc học, nên ồ ạt đi làm cùng một lúc, dẫn đến tình trạng quá tải tại các phòng giao dịch của ngân hàng. Tuy nhiên hiện nay, lượng người đã giảm đáng kể do hầu hết các ngân hàng đều đã có app, cũng như vì là tật nguyền. Vậy mà lo cũng không xong nữa. Volume rất anh mượt. Anh Duy nè, anh đừng tự coi thường mình quá. Anh là người tốt nhất trong những người tốt mà tôi đã từng gặp. Thiệt không đó? Thiệt mà. Nếu vậy... Khi giá trị các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều tăng mạnh, Việt Nga phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin. Thông tin từ Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, tháng 5 vừa qua đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Australia với mức tăng 65,5%. Cái gì mình không nghĩ là họ sẽ cái bẻ ra nó họ lấy. Nó giống như là kiểu như bụi tre bụi trúc. Rất nhiều cây. Nó không có mọc giống tre trúc, hoặc là mình chưa có lần ra tới cái phần gốc của nó. Nhưng mà mình nhìn cái phần ngọn thì nó vươn dài khá là dài. Thì những cái nào mà mình tiếp cận được toàn là cái ngọn không thôi. Và không phải là chỉ chạm tới phần ngọn nha, tức là cái phần thân băng qua. Khi mà chúng ta tiêu dùng không thông minh, chúng ta sử dụng vật liệu không thân thiện với môi trường. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng từng đi xuyên Việt bằng xe máy, chụp hàng chục nghìn bức ảnh về rác thải nhựa ở đại dương. Trong những hình ảnh ấy, anh cũng bắt gặp nhiều cảnh tượng khó tin. Ám ảnh chính là một cái bãi rác ở Bình Thuận khi mà có rất nhiều rác thải nhựa. Cái khí chất mà đặc biệt như Nhật Nguyên Đại là một cái nhân vật lớn, cho nên là quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với các tác phẩm âm nhạc ngợi ca Tổ quốc ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc và sau ngày. Rồi em test phần AM này, bắt được quá trời đài luôn. Sóng sạch nét căng full tần số. Đây là sóng AM này. Rồi, như vậy là em đã vừa rất là chi tiết cố gắng review mọi góc cạnh cho các bác cùng nhìn ngắm một lần siêu phẩm Zenith Vital 3000. Máy về thì còn có sách hướng dẫn, còn có bao da, và điều đặc biệt là máy mới cứng từ trong ra ngoài, zin đét đèn đẹt luôn. Bao zin cho các bác và cũng là cam kết là hàng về từ Mỹ và chưa dùng tại Việt Nam. Các bác lưu ý là em chỉ bán hàng chưa dùng tại Việt Nam thôi. Còn nếu mà hàng đã dùng ở Việt Nam rồi thì review audio sẽ không bán các bác nhá. Cho nên chúng ta yên tâm là hàng nhập từ nước ngoài về hết 100%. Đây là một siêu phẩm hiếm có khó tìm rồi. Các bác quan tâm thì liên hệ sớm nhá. 0916950595. Không thể có một chiếc thứ hai đâu. Nên các bác đã yêu rồi thì liên hệ sớm. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.